tên lửa bắn vào Donetsk, Nga, Ukraine cáo buộc lẫn nhau. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Giới chức Nga và Ukraine hôm 14 tháng 3 đã lần lượt lên tiếng cáo buộc nhau sử dụng tên lửa đạn đạo Tosca-U bắn vào dân thường. Phát ngôn viên quân đội của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR, ông Eduard Pasuri nói rằng dù quả tên lửa Tosca-U của Ukraine đã bị bắn hạ trên không, nhưng một phần đạn đã rơi xuống trung tâm thành phố Donetsk. Ít nhất 17 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương, hãng RT dẫn lời ông Pasuri nói. Nếu quả tên lửa không bị bắn chặn thì sẽ có thêm nhiều thương vong. Một phần quả tên lửa đã rơi xuống khu vực trung tâm Donetsk, khá gần tòa nhà chính phủ. Tên lửa trên sử dụng đầu đạn phân mảnh, nhà lãnh đạo DPR Denis Pushilin nói. Khi được hỏi về ý kiến vụ việc trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không còn nghi ngờ gì, đó là một vụ tấn công nhằm vào dân thường. Trong khi đó, quan chức Ukraine Pavlo Kirilenko cùng ngày lại tố cáo quân đội Nga đã nã tên lửa Tosca-U và nhiều bom đạn khác vào thị trấn Avdiivka ở phía bắc Donetsk. Nhiều ngôi nhà, trường học và một nhà máy hóa chất trong thị trấn đã bị tấn công, ông Kirilenko nói. Kênh quân sự Zesta TV của Nga sau đó đã bác bỏ cáo buộc trên của ông Kirilenko, đồng thời khẳng định quân đội nước này hồi năm 2019 đã loại biên Tosca-U và thay thế bằng tên lửa đạn đạo Iskander tiên tiến hơn.